gần 100.000 học sinh Hà Nội đã hoàn thành 3 môn ngữ văn, toán và ngoại ngữ thi vào lớp 10 công lập. Từ đề thi năm nay, giáo viên dự đoán điểm chuẩn có thể giảm nhẹ khoảng 0,5 đến 1 điểm. Cô Trương Thu Hường, giáo viên môn toán trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu Hà Nội cho rằng, đề thi môn toán ổn định về cấu trúc. Tuy nhiên, có một số câu học sinh dễ mất điểm. Câu 1C dễ mất 0,25 điểm vì không chia hai trường hợp. Bài giải toán bằng cách lập phương trình, học sinh trung bình cũng dễ nhầm lẫn giữa xe lớn và xe nhỏ. Bài này 1,5 điểm nên học sinh mất khá nhiều điểm. Bài hình câu 2, ý 2, phân loại cũng khó với học sinh khá. Thậm chí, có học sinh vẽ sai hình, tia đối ở câu này. Cô Hường dự đoán điểm phổ môn toán chắc sẽ ở mức khoảng 7-8. Dự đoán điểm chuẩn trường top như Yên Hòa, Cầu Giấy có thể giảm nhẹ vì tuy đề khó nhưng học sinh đông hơn, tỷ lệ chọi cao hơn. Điểm chuẩn chung khả năng sẽ giảm nhẹ. Cô Hoàng Tú Uyên, giáo viên môn tiếng Anh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội cho rằng, đề thi có cấu trúc ổn định như các năm, không có biến động về số câu hỏi trong từng phần. Nội dung kiểm tra quen thuộc, nằm trong chương trình, không đánh đố nhưng có tính phân loại cao, bám rất sát đề minh họa đã đưa ra trước đó. Học sinh được ôn tập kỹ lưỡng, rèn qua nhiều bài khảo sát, thi thử. Học sinh trung bình và khá giỏi sẽ được phân biệt rõ ràng. Cô Uyên cho rằng, đề nhỉnh hơn so với năm ngoái, học sinh trung bình có thể đạt từ 6,5 đến 7 điểm. Học sinh khá giỏi đạt trên 8 điểm. Điểm trung bình môn Anh sẽ giảm khoảng 0,5 đến 1 điểm, cô Uyên nói. Thầy Mai Trí Trung, giáo viên môn ngữ văn, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội cho rằng, đề thi môn ngữ văn đáp ứng yêu cầu của một đề thi vào lớp 10. Đề thi đã bám sát ma trận về định dạng đề thi, nên theo tôi không bất ngờ với thí sinh, giáo viên nói. Phần 1 đọc hiểu một văn bản trong chương trình ngữ văn 9, ngữ liệu bài thơ đồng chí vô cùng quen thuộc. Các câu hỏi đọc hiểu mang tính nhận biết khá vừa sức với các em. Nhận biết thể thơ, hình ảnh thơ, từ ngữ nổi bật. Yêu cầu viết đoạn văn cũng khá rõ về nội dung và hình thức, kiểu lập luận quy nạp và những thành phần tình thái từ, thán từ. Có điều bất ngờ với thí sinh là ngữ liệu này vừa có mặt trong đề thi năm 2021. Vì vậy, điều này càng khẳng định thí sinh không thể học tủ mà luôn phải hệ thống các kiến thức đã học một cách đầy đủ. Phần 2 của đề, theo thầy Trung, có tính chất mới lạ và hay hơn bởi vấn đề đưa ra có tính chất mở, đòi hỏi thí sinh vận dụng những hiểu biết về xã hội và trải nghiệm của bản thân để làm bài. Thầy Trung nói, điểm sàn môn ngữ văn năm nay không có nhiều biến động so với các năm trước. Phổ điểm chủ yếu sẽ dao động từ 6,5 đến 7,25 hoặc từ 6,5 đến 7 điểm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin nhanh, sáng nay, 5 cán bộ coi thi vắng mặt tại các điểm thi bố trí cán bộ dự phòng thay thế. Không có cán bộ vi phạm quy chế thi. Trong số 201 điểm thi, có 476 thí sinh bỏ bài thi môn toán, không thí sinh vi phạm quy chế thi. Ngày hôm qua, số thí sinh bỏ thi môn ngữ văn là 448 em và 2 thí sinh vi phạm quy chế thi bằng việc mang điện thoại vào phòng thi. Còn môn ngoại ngữ có 459 em bỏ thi. Kết thúc ngày thi thứ 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đánh giá công tác tổ chức thi tại 201 điểm trường diễn ra bình thường, an toàn, thuận lợi, đúng quy chế. Như vậy, các thí sinh hoàn thành 3 bài thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập trong 1,5 ngày. Điểm thi lớp 10 ở Hà Nội được công bố chậm nhất vào ngày 2 tháng 7, điểm chuẩn sau đó từ 4 đến 7 ngày. Điểm xét tuyển vào các trường Trung học phổ thông công lập là tổng 3 môn, trong đó toán và văn nhân hệ số 2. Còn với các trường chuyên, điểm xét tuyển là tổng 4 môn, trong đó môn chuyên nhân đôi. Theo tính toán của Sở Giáo dục và Đào tạo, 127 trường Trung học phổ thông công lập, gồm cả trường chuyên, trường tự chủ, xét tuyển 81.000 em, tương đương 61% tổng số học sinh tốt nghiệp. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, đã đề nghị cơ quan công an điều tra, xác minh việc thông tin trên mạng xã hội sai sự thật về việc lộ đề thi môn ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 gây hoang mang dư luận. Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng, đề thi ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 của Hà Nội bị lộ, sáng nay mùng 9 tháng 6, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội khẳng định thông tin này là hoàn toàn sai sự thật, không hề có việc lộ đề thi. Ông Cương cũng cho hay, việc xây dựng, in sao và vận chuyển đề thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Hà Nội được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, đúng quy chế thi và đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Toàn bộ quy trình này có sự tham gia giám sát của lực lượng an ninh. Đề thi được bàn giao từ các điểm thi vào ngày 7 tháng 6, trưa ngày thi chính thức một ngày. Phòng bảo quản đề thi tại 201 điểm thi trên địa bàn thành phố đều có lực lượng công an và hệ thống camera an ninh giám sát 24/24 giờ. Ông Cương cho hay, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã đề nghị cơ quan công an điều tra, xác minh việc thông tin trên mạng xã hội sai sự thật
gây hoang mang dư luận. Đêm qua ngày 8 tháng 6, sau khi thí sinh Hà Nội hoàn thành hai môn ngữ văn và ngoại ngữ của kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025, mạng xã hội râm ran thông tin lộ đề thi ngữ văn. Theo thông tin đăng tải, đề thi ngữ văn ban đầu có tác phẩm Bếp Lửa của tác giả Bằng Việt. Đề thi nghị luận bàn về lòng dũng cảm. Tuy nhiên, do lộ đề thi nên 5 giờ sáng ngày 8 tháng 6, trước giờ thi môn ngữ văn, toàn bộ đề thi đã được thay mới, kể cả đề toán và tiếng Anh. Bác bỏ hoàn toàn thông tin trên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng nhắn nhủ, thí sinh và phụ huynh không hoang mang, tập trung thật tốt cho môn thi cuối. Tối ngày 8 tháng 6, sau khi thí sinh hoàn thành bài thi hai môn ngữ văn và ngoại ngữ, mạng xã hội râm ran thông tin lộ đề thi ngữ văn. Theo một tài khoản đăng tải trên nhóm Zalo, đề thi ngữ văn ban đầu dự kiến nằm trong tác phẩm Bếp Lửa của Bằng Việt. Đề thi nghị luận bàn về lòng dũng cảm. Tài khoản này viết, do lộ đề nên 5 giờ ngày 8 tháng 6, trước khi thi môn ngữ văn, toàn bộ đề thi đã được thay mới, kể cả đề toán và tiếng Anh. Sáng ngày 8 tháng 6, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thông tin trên mạng xã hội hoàn toàn không chính xác. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, quy trình làm đề rất chặt chẽ, có lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Đặc biệt, có hội đồng ra đề, quy trình bảo mật càng được thắt chặt đúng quy định, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Các đề thi sau khi biên soạn được hội đồng đề nghiên cứu kỹ lưỡng sau khi công bố chính thức. Đề chính thức được in sao và lực lượng an ninh vận chuyển về các quận huyện chính thức một ngày. Tất cả những nơi bảo quản đề thi đều có lực lượng an ninh bảo vệ, có camera theo dõi. Do vậy, thông tin đồn đoán trên mạng xã hội về việc lộ đề hoàn toàn không chính xác, gây hoang mang dư luận. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, những thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông ở Hà Nội hiện nay được đại đa số phụ huynh và nhiều người dân quan tâm. Bởi vậy, nếu xuất hiện những thông tin bịa đặt, sai sự thật, có thể gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh. Luật sư Cường cho biết, hiện xuất hiện thông tin về việc đề thi vào lớp 10 phổ thông trung học tại Hà Nội bị lộ, khiến ban tổ chức phải đổi đề. Thông tin này lan truyền trên mạng xã hội chưa có sự kiểm chứng, chưa có công bố kết luận của cơ quan chức năng. Bởi vậy, mọi người cần thận trọng với những loại thông tin như vậy. Những thông tin trên mạng xã hội chỉ là thông tin một chiều, chưa xác thực và có thể tác động đến tâm lý, gây ra tâm lý tiêu cực cho phụ huynh và các thí sinh tham dự kỳ thi này. Cũng theo luật sư Cường, đề thi và đáp án của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông là tài liệu mật theo quy định của pháp luật. Hành vi làm lộ đề thi là làm lộ bí mật nhà nước. Người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bởi vậy, nếu có việc lộ đề thi, cần chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để xem xét khởi tố xử lý đối với người làm lộ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy thông tin là sai sự thật, nhưng hậu quả chưa đến mức ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, người đưa thông tin sẽ bị phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Nếu với tổ chức thì sẽ phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo quy định tại Điều 101, Nghị định số 15-2020-NĐ-CP. Cụ thể theo khoản 1, khoản 2, Điều 101, Nghị định 15-2020-NĐ-CP, mức xử phạt dành cho hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội được quy định cụ thể như sau. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau. Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Mức phạt này được áp dụng với tổ chức vi phạm. Với cá nhân thì mức xử phạt sẽ bằng 1/2 mức phạt nêu trên. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy, thông tin phải đổi đề thi vì lộ đề là sai sự thật và hậu quả được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây hoang mang trong dư luận. Người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự hoặc tội đưa thông tin trái phép trên mạng Internet theo Điều 288 Bộ Luật Hình sự. Luật sư Cường nói, cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ nguồn thông tin, đánh giá tác động của thông tin này đối với xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp thông tin là thật, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng có thể công bố thông tin sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, đồng thời xem xét trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.